Liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào sáng nay ngày 16 tháng 2, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này vì vi phạm các quy định trong phòng chống dịch bệnh. Ca nghi nhiễm này là Nguyễn Chánh Tình, 27 tuổi, trú tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Vào ngày 10 tháng 2, tức ngày 29 Tết, người này trở về địa phương từ thành phố Hồ Chí Minh và có khai báo y tế tại trạm y tế xã Ea Hồ và được yêu cầu tự cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, từ chiều ngày 10 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2, tỉnh đã đi chúc Tết ở nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Đến tối ngày 13 tháng 2, chỉ khi tỉnh bị tai nạn giao thông trên tỉnh Lộ 3 thuộc thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng và được đưa đi cấp cứu mới được test nhanh và phát hiện dương tính với COVID-19.